Làm nháy xem nào. Cái gì mới ta? Ok, nghe nhận luôn nha. Cái này là cái gì vậy nó? Nhớ biết rồi, để đây cho anh. Vào xem nào. Của ai? Của chị nào? Hả? Chị mèo á, anh tưởng của ai? Có gì đấy? Anh gì đây à? Anh không biết. Gì đây? Đây rồi, cái đầu bá nhất thế nào rồi. Một nháy. Tổ ong nữa. Xếp tổ ong huyền thoại. À, không thành công. Mình ngắm từ trước rồi anh em ạ. 27 đấy, cái vương như cũ. Đâu ta? Đâu sợ gì chết. Chết rồi. Tổ ong. Cái đồ như nào được? Chết. Tay lắm để làm đồ này phát. Đồ này chắc là chết của ông nhà sóc ơi, đồ này nhà sóc nhìn thấy không? Cái này con gì? Con hổ. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Cái cờ to. Ok, gọi là phá 200 kim cương thành công, đúng không? Rất nhanh.